Mặc dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, song hiện nay, việc bày bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái diễn ra tràn lan trên thị trường và ngày càng phức tạp. Khảo sát thực tế trên thị trường hiện nay, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái, hàng trốn thuế có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các cửa hàng tạp hóa trà trộn vào cả những siêu thị và trung tâm thương mại. Tại một số cửa hàng tạp hóa, siêu thị tiện ích tại các huyện Phù Cử, Khoai Châu và huyện Yên Mỹ, không khó để tìm mua những sản phẩm mang nhãn hiệu sản phẩm nước ngoài nhưng không có tem nhập khẩu, cũng như hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt không rõ nguồn gốc xuất xứ như mì chính, bánh kẹo và các loại thực phẩm. Bánh này là bánh của nước nào ấy? Hả? Mình nhập cái này ở đâu ấy? Nhập của nước nhà cửa, những người ta đang làm. Ra hàng đến tận đây à? Sao? Sản xuất ở Hải Dương ạ. Đâu? Em nhìn đâu phải sản xuất Hải Dương? Địa chỉ ạ. Đến đây cơ mà, anh đang hỏi cái này cơ mà. Đây ạ. Đâu? Hàn Xẻo. Hàn Xẻo á? Hàn Xẻo. Hàn Xẻo, nhưng mà bây giờ cái tiệm nhãn phụ của nó đâu? Để người tiêu dùng người ta biết. Em thực ra là em đứng ở công dụng là người bán hàng, nhưng mà có những cái này thực ra là em cũng hơi khó. Là bánh gì bánh trứng cuộn kem. Nhưng mà người tiêu dùng làm sao người ta biết được bánh trứng cuộn kem? Đây là lỗi của công ty, em nhận lỗi. Tại vì đây đánh em phải có kem phụ. Và công ty này chưa dán kem phụ. Thì thường mở cái thùng này ra xem có tem phụ đâu. Rồi, em bảo cái này là lỗi của người ta không dán tem phụ là đúng rồi. Còn ví dụ cái này của Trung Quốc thì em giới thiệu của Trung Quốc thật. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường đang diễn biến rất phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là quá trình kiểm soát hàng hóa vẫn còn lỏng lẻo. Các đơn vị chức năng chưa phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, ngay cả chủ các cửa hàng, siêu thị nhỏ lẻ chưa nhận thức được việc bày bán các loại sản phẩm trên là vi phạm và sẽ bị xử phạt. Còn khách hàng thì chỉ tìm hiểu thông tin của sản phẩm qua mã vạch mà không hề hay biết chất lượng bên trong của sản phẩm như thế nào. Đây là bánh gì đây? Bánh mì ạ. Đây à, đây là hàng của gì đây? Cũng hàng nội địa Trung ấy. Các nhà phân phối có đến mời hàng. Thì những cái hàng nào mà nhu cầu của nhân dân dùng được thì em sẽ đi vào dần các loại hàng. Thế anh ngon biết là mình mà bán hàng không dám tem nhập phụ này là sai. Ừ, thì cái đấy thì chúng em cũng đang tham khảo dần thôi. Bởi vì em cửa hàng thì cũng mới mở ra được khoảng hơn tháng. Các cái hàng này đều là hàng nội địa Trung hết. Bạn vừa chỉ biết là bạn dùng rồi cảm thấy được thì bạn dùng thôi ạ. Vâng ạ. Hay đây nhỉ? Vâng, em dùng rồi. Dùng rất nhiều luôn. Chứ không cần biết là tem nhãn phụ nó như nào. À em có, trên mạng nó sẽ có hướng dẫn. Thì em nhìn trên mạng rồi em mới mua ở ngoài này. Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý trên 500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 27 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện xử lý 19 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để thị trường kinh doanh được lành mạnh và để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời có giải pháp chống thất thu thuế.